rồi. Tiền đạo. Bóng chết chưa? Bóng chết. Bóng đã ôm thì chết thì em. Nó đang ôm bóng thì gì nữa? Bóng chết thì mình ôm mình làm thôi. Đập bóng đất mà. Lấy nó bắt một quả gì không nhìn thấy trong này không vừa lấy mà không nhìn thấy bắt gì nghe quả đấy phải bên đi đang nghe bên. Thế các quả nguy hiểm thế nhỉ? Đá cho cả đội ấy linh hồn đội bóng lao lên làm gì mẹ em. Ba đá chuyền bao nhiêu quả rồi? Chung à? Đấy, kỹ năng mà quả lớn hơn.
quả đấy vào đúng góc chết luôn. Góc cao đúng không? Góc cao đúng không? Cao. Bằng bông đi. Không, nhưng quả đấy trình ra đấy thủ môn mà đứng ấy hơi cao tí. Chứ còn quả đấy nó nhẹ mà treo bóng treo thôi chứ không phải suốt, nó treo thủ môn. Nhưng quả đấy thủ môn trình ra là lỗi thôi. Chứ còn bình thường nếu mà làm gì mà không đẩy được. Đúng không? Lỗi thôi. Chứ có phải là suốt đâu, suốt thì nó khác đúng không? Đây treo bóng vào. Kèo này phải đá hăng hăng này tí. Không phải bóng bóng trơn, bóng bóng trơn đấy đúng không? Bóng trơn bảo đá nó là cụt hai nó không hiểu. Bóng trơn mà đá này đấy lắm, đây là bóng cái đoạn này, cứ đoạn này nhỉ? Bóng nó dê này. Quay mặt đi chậm, quay lại, quay mặt đi chậm đi. Quay mặt đi chậm ơi. Quay mặt đi sức. Nói đi mẹ. Đi vào thủ môn đi.
Ôi. Thế đấy kèm thủ môn đấy. Kèm thủ môn vào. Kèm thủ môn. Cứ sồn sồn như là thủ môn. Ông thích thì dạo lên cho thằng Linh nó bắt. Ờ mẹ đá như thế đúng không? Đá mẹ bây giờ các quả đấy bây giờ mẹ vừa lẽ lỗi quả anh em mới phải đấy rồi. Nếu ông thích thì ông lên thì đạo ai cũng bảo gì đâu. Đá kiểu đấy mẹ thủ môn thì anh em rơi mất tinh thần ngay chứ. Đá run lắm anh em tinh thần. Quả nữa là to rồi. Em ngươi nhá. Đá mẹ anh về thế có đội trưởng đúng không? Đội trưởng mà đá thế mẹ chết. Vương, anh em sai vị trí gái anh nói. Quả kia mẹ nó truyền lên thì ai có ai bắt. Kèm vào. Lên luôn đi. Ôi. Luôn đi. Đéo cái thủ môn đấy mẹ bắt cứ lao nháo nhở, nên mình lại bắt nẹt lại cứ đá kiểu thể hiện thế. Ông thủ môn cái quả cần gì quả đấy cần thiết như thế. Không nhất thiết phải như thế. Để cho nó lao vào là phải đấy đúng không? Nhưng mình cái ham bóng.
đúng không? Quả đấy mẹ nhất thiện gì đấy, mẹ nó bọn nó ham bóng nó la vào đúng không? Nó lao vào cái ham bóng thì chả lao vào, còn cái chủ trọ không thì nó đang kiểu mẹ đấy. Lao vào cái đấy không không tránh được. Đá mày cứ cái gì? Thủ môn mà thủ môn cứ làm kiểu thế. Ôi chuẩn lét lét đấy. Bình tĩnh. Lên đây lên đây. Lên đây. Lên đây. Đá đây, không đá, đá đây. Đá đây. Chạy giống tao thế. Tay à? Đá. Đá đây. Vào đi. Vào để cho bên tao thắng. Mạnh Tân với cả ấy đã quân đây. Mạnh Tân với kẹo nhá. Bóng vào đây, đem bóng vào đây. Bóng mới đây. Cái gì mày đang ở đâu? Cái người nhà mày ngủ đi. Đi trẻ, chúa mẹ luôn xuống. Kiên 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 hiện này không chắc lắm nhỉ. Bay mà đi chậm nhá. Không chắc tầm này cũng bền rồi. Bắt đầu sụp đổ lắm rồi. Ôi. tên gì quấy xô tay gì xô tay ta bảo đứng dậy quấy xô tay pen cái gì ai
trọng tài thích đéo đâu nhở. Ơ quả đấy cái người penalty á. Chạm tay á? Ngồi vào trong đi anh. Vào trong. Với tay chống đất rồi nhở? Chạm đầu thực hiện đúng không? Chạm đầu đẹp đấy. Bắn quả trượt đúng được quả. Cuối cùng. Đi à, tay cái bàn này đi. Cú vô địch về tay rồi. Lấy nhà thủ thôi. Kẹo vừa ghi bàn nhá, thắng 2-1 rồi nhá. 2-1 rồi nhá. Thưởng thiện là gì đấy ạ? Thưởng cho chung công nghiệp ông hồ. Và chung công nghiệp ông hồ kiếp ngay. Anh kia vô đi. Bao nhiêu quả gì thì? Mày tấp ở nhà đéo nhìn thấy gì? Xem á? Đi xuống. Người, không, mày xa này đéo nhìn thấy đéo rồi. 2-1, mình thắng 2-1. 2-1 đang 2-1. Hai một hai một. Mình tính thôi anh em ơi, mình tính thôi. Em ngồi nhà đâu nhìn chưa? Đông quá đang ngồi này đâu. Em tưởng sai tay thế buông tay. Đúng quả bên thi không sao, sao luôn, phản công luôn. Hơi đau đúng không? Hơi gân. Rồi Hiệp ơi. Bình tĩnh thôi. Mình thắng một không à? Thắng một quả thôi. Mất mặt 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 mặt